để nha, chút xíu nữa mình ăn đây nè. Xíu nữa mình ăn ăn cuốn, xíu nữa mình hấp cá, mình hấp cá mình cuốn, cho nên là mình thấy ít ít thôi chứ ăn cá cuốn mà ăn cái này không có ngon hơn mình ăn lại. Chắc chuyện chục lá đủ hả anh? Với cắt một ít giáp cá nha. Mấy vậy cộng giáp cá nó mới lên mà nó chưa có lên nhiều cả nhà. Cái này mai muốn nấu canh thì cắt nấu canh. Giờ này mình cắt đủ mình ăn này thôi. Bao nhiêu đây mình đủ cuốn không? Mấy đứa nhỏ nó đâu ăn đâu, có hai chồng mình ăn à? Dư rồi. Gì quên rồi. Hành, trồng hành. À, anh quay nè, quay trồng hành với anh đi. Đó. Cho cả nhà coi hành lá của anh đi lên được nhiều đó. Ba nó trồng hành đó cả nhà. Ba nó trồng hành lá luôn đó. Mình cắt mấy cái rau này nè. Này nó mới lên cho nên là chưa tốt nhiều. Nhưng mà trời thơm. Thơm quá. Đó, nãy đang lên quá trời luôn nè. Vài bữa nữa là thôi nhổ bỏ luôn chứ ăn xíu. Giờ nó mới lên nhỏ nhỏ cho nên ăn đỡ chứ nhỏ nhỏ. Nhỏ nó ăn xèo à. Thơm không? Giáp cá thì còn nhỏ hả? Giáp cá là cắt đại đi. Đại luôn. À, lại đây cái cọng này nó to to hơn. Kìa hồi là lớn cắt ra rau muốn lũi gì phải không? Đó là thơm. Hai vợ chồng ăn cải xanh này thôi chứ mấy đứa nhỏ nó đâu biết ăn đâu. Này chắc ngày mai cũng phải nấu canh rồi người kia cho ăn nữa nè. Cắt thêm mấy cành này thầy đi. Chỉ vừa thôi mấy lá thôi. Trời ơi nó đang lên quá trời mà anh không cắt nè. Thôi cắt cho nó lên nữa. Ăn mà còn còn ấy nữa một tí nữa trời ơi. Ta mới vừa lú lên nè để cho ta. Thì phải lú lên là phải cắt nó mới lú nữa chứ. Rồi để cho mấy cái lá nhỏ nó mới bút xê lên ha. Cái này nó chua tới đến nỗi mà cái cọng nó cũng chua luôn cả nhà. Cọng nó cũng chua luôn. Ça va baby? Prendre les médicaments, hein? Oui. Ah ouais. Quand voilà. Đủ rồi, cái này cho nó bự lên chút nữa. Đủ rồi ha. Nè, giáp cá nè cả nhà. Giáp cá nó đang lên. Cá nó đang lên quá trời, nó đi hàng sớm. Nè, đồ chỗ này đang lên tốt ghê luôn. Giáp cá đang lên quá trời. Đám này chắc là chiều cắt mai nấu canh vậy. Tại giấc này hồi trưa mình ăn cuốn à. Không được gỗ rau phải không? Đủ ăn rồi đó. Đó, thấy không? Còn này gỗ rau thơm nè, đủ ăn rồi. Giờ vô rửa cả nhà ơi. Mình chuẩn bị ăn con cá này cả nhà. Anh lấy tay cho anh. Mình chuẩn bị ăn con cá này nè cả nhà ơi. Đó. Ba của Elina đang mần nha cả nhà. Con cá này nó tên là chuột bô tiếng Tây. Cái gì kêu con cá gì quên rồi. Anh nói tay ra cho em cho coi con cá coi. Đó, con cá này cả nhà. Con cá này hình như là 2kg á. 2kg á. Tại bữa anh mua 20 đồng cả nhà. Anh đặt lại cái bề bụng dưới cho coi á. Đó, dưới đây là cái bụng của nó nè cả nhà. Đó. Bụng nó trắng tươi ha. Nó dẹp lép à. Hình như hôm rồi cái chị bạn bà nói kêu con cá gì quên mất tiêu rồi.
cái chim trắng hay cái gì trắng trắng gì bà nói rồi mình quên, là không nhớ tên cả nhà ơi. Rồi anh đặt lại đi đó. Bây giờ ba của Gina sẽ mần sạch sẽ xong rồi một hồi mình sẽ hấp với cả nhà đó. Chút dầu ly để khi hồi mình hấp á nước luộc cá nó sẽ ngon cả nhà. Cho muỗng dầu hào lên trên đó nha cả nhà. Đó, với mình cho chút bột tỏi cho nó thơm. Rồi, giờ mình sẽ bắt cái nồi nước sôi lên rồi mình sẽ hấp con cá này. À, cắt rau cần bô rô nữa để gãy trên mặt nó nữa cả nhà. Cá nó to quá cho nên mình không có bỏ vô cái dĩa được, mình phải bỏ vô cái mâm vậy cả nhà. Xong rồi mình cho cái mâm nó vô cái sửng này. Vừa chí mí luôn, hồi mới sầu ginh gan, vừa chí mí. Cái sửng này nó vừa trong cái này luôn cả nhà. Để chuẩn bị hồi hấp. Giờ đi rửa hành, cắt hành để cho lên trên rồi hấp. Hôm nay mình sẽ ăn cá hấp với rau sống, mình cuốn với bún nha cả nhà. Mình chấm với mắm nêm á. Mình cuốn với cá rồi có thịt ba gọi nữa, mình sẽ luộc thịt nữa. Xong rồi mình sẽ phải lấy tép nữa. Đi xuống dưới mình lấy tép ra nè cả nhà. Trong lúc mình đợi bún để đây. Ba gọi nè cả nhà. Này hồi mình mua hôm qua nè. Đó, bây giờ mình mua hai dĩ này tổng cộng lại nó là 700 g. Giờ mình sẽ đi rửa thịt luộc cái này luôn nha. Có cái chén này là chén gừng với cái hành bô rô á, mình cắt dài dài sợi sợi vậy ha cả nhà. Nhưng mà mình chưa có thả lên cá bây giờ nha, mình phải hấp khoảng 20 phút chừng nào cá sắp chín mình mới cho cái này lên trên mặt. Trên mặt cá đó. Bún chín đây nè cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ đổ ra gỗ để mình rửa nước lạnh lại nha. Cũng được rồi đó. Cả nhà, bún mình mới luộc xong rồi ha. Mới đổ ra rổ cho nó ráo. Rồi bây giờ mình mới lấy tép ra. Đây. Mình cho cả nhà coi, nhà mình hay đi mua tép như vậy nè, một hộp như vậy là 2 kg ha. Mình cắt mình để tủ đá đó. Rồi cái mỗi khi mà ăn á, cái mình lấy ra bao nhiêu mình lấy. Đó. Mình mới vừa cắt ra để mình tính lấy ra nè cả nhà. Đó, 2 kg. Này bữa mình mua rẻ nè cả nhà, có 13 đồng mấy 2 kg. Sôi bùng nha cả nhà, mình mới vừa thả cá vô ha, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Đó, đậy nắp lại mình hấp. Thì mình bắt cái nồi nước lên để mình luộc thịt ba gọi á cả nhà. Mình cuốn chung á, trong nước luộc thịt á mình có cho củ hành tây ha cả nhà với mấy cái lá thơm của tây á, lá lorie với lá sốt. Rồi mình bỏ bột nêm với chút muối, chút bột ngọt vậy thôi à, nước luộc thịt của mình. Chín rồi nè cả nhà ơi, đó. Thấy không? Hồi nãy mình cho hành với gừng vô sau cùng á. Rồi bây giờ chín rồi ha, sôi bùng bùng mình thấy cái da nó nứt lên á là chín rồi đó. Giờ chuẩn bị vô mầm mầm. Cá chín rồi đây. Trời ghim con cá ra cũng tràn thân á. Đây ha. Con cá ba của Lina mới ghim ra nè cả nhà. Đó. Thấy không? Này mình ăn với bún ha, đây mình có rau ha. Cái mâm bữa mình mua 7 đồng á cả nhà. Cái này nè, bữa mình mua 7 đồng nè. Đó, nó nè. Dễ thương ha. Đây mình có tép luộc thịt với ba gọi luộc ha. Ăn với mắm nêm. Đây. Mắm nêm của nhỏ em bạn ở trên Paris nó gửi xuống cho, nó mua của Việt Nam qua mình mới làm hồi tối á cả nhà. Mình làm với khóm á, mình xào tỏi, ớt, xả, thơm rồi bỏ mắm nêm vô. Đây ha. Mình dứt thử cái miếng cá này cho cả nhà coi nè. Cái thịt nó trắng tươi trong à. Nè cả nhà, thấy không? Đó, thấy không? Thịt nó trắng tươi à. Rất là béo luôn á. Thơm quá trời luôn cả nhà. Thơm mùi gừng với cái hành bô rô nè. Múc bấm nêm đồ ra đi con. Đây ha, bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm. Cái này chỉ có... lúc rảnh cuối tuần thì mới ăn mới ngồi cuốn được mày kia chứ thôi bình thường không có thời gian cả nhà ơi. Bình thường ngày thường á đứa đi làm người đi học về cái ăn cái gì nhanh thôi à, mình đâu có ăn giống gì được. Xin chào đi. Dạ con xin chào ông bà cô chú các bạn, hôm nay con tên là Na, con 4 tuổi, con phải đang ăn. Con phải đang ăn đúng rồi. Xin chào cả nhà. Xin chào ông bà cô chú các bạn. Elina hỏi ông bà cô chú các bạn có khỏe không? Nói đi. Cô chú khỏe hơn cô chú. Nên chú khỏe không mà nước tương ha. Uống với nước tương ha. Chị Hà lấy nước tương sạch cho em nhà mẹ đi.
nè, thịt có da nè. Đi chơi luôn đi. Thịt ba gọi á. Thịt ba gọi nè, thích lắm. Đó, thịt có da đó. Hay thịt một chút nước tương cho con, ok. Đây mình cuốn bánh tráng. Mình cuốn bánh tráng cả nhà ơi. Đó. Cuốn cá. Đúng rồi. Rồi. Lấy xem cái nĩa. Lấy cá đi, thịt đi. Rồi, này là ăn, này là mạnh ai lấy cuốn nha cả nhà. Mạnh ai lấy cuốn à? Cô chú. Cô giáo đi thăm. Chưa có 5 tuổi đâu, Ina nói 5 tuổi đâu mà. Về ra lại gần anh không, được không? Được rồi. Ina nói Ina sắp sửa 5 tuổi. Má mới lấy thịt được không? Thịt ba gọi ha. Ừ. Mẹ mẹ đi. Tới không? Rồi. Mẹ đi. Nữa không nè. Mẹ đi. Để thử miếng tép ha. Tép rồi mình lấy miếng tủ đá ra không? Con không còn một. Ừ, để con nể kia đi, hai con lấy nể kia cho con. Tép con cũng có mặn. Cũng có mặn cả nhà ơi. Hơi chờ quá đó, chị để gần đi. Mẹ quý, về cao lại gần đi. Còn vô đi ăn nữa mà. Nó dỗi kia. Nam bút ai con? Ừ, đây nè. Nam bút ai? Cái này chứ cứ cố nè. Ui, rồi cái này phải cạp nè. Ừ. Ui rồi nè nè. Ủa nãy yeah. Anh có xin chào. Chào rồi. Xíu. Ừ, chứ chào nữa. Mời cả nhà ăn trưa nha. Tôi đi đưa ăn nó chị chào nữa. Ăn trưa với nhà mình nha. Mẹ. Ừ. Mẹ. Đi với hai chị chào nữa. Đi với hai chưa chào hả? Đi với hai phải chào đi con. Để em nó bắt lỗi nha. Xin chào mọi người. Đó, chị hai chào giỏi nha, thấy chưa? Xin chào cả nhà. Ừ. Bye bye. Dạ con xin chào cả nhà khỏe không? Ừ. Lớn. Bây giờ đi tôi chụp rồi. Mình phải cắt bằng xí rô ba ba rất xa. Quên chụp cái tấm hình trước khi ăn. Mẹ lấy cái video mẹ screen lại. Được không? Được không? Nếu mà có làm video nó đẹp thì được. Ăn đi con giỏi. Mẹ lấy kéo cắt bún cho con nha. Chị có ăn miếng bún trước đi. Ăn gọi miếng bún đi. Không mà bà miếng bánh cháy. Na mặt bằng đẹp quá. Ăn chuyện dính tóc à. Chuyện dính tóc như bún nha. Na giỏi. Na ngoan quá. Rồi đàng hoàng xích vô đi té nha con. Na mấy nay không có đi học cô chú ơi. Tại vì bên đây đang nghỉ hè đó. Vừa nghỉ hè mà vừa đóng cửa phong tỏ luôn nữa. Đóng cửa đợt 3 cho nên là không có đi học. Dư không có đâu nhà. Ừ. Không đi nhà ta kêu. Ừ, cá ngon quá. Có miếng cá không? Dở một miếng cá. Đi. Đi ăn một miếng cá. Đi ăn cá.
Vi nhúng cho con, mẹ đợi nó mềm mẹ cho con. Mẹ đưa liền ha. Rồi, nè. Lina thích làm bánh tráng không vậy nè. Nè cho con ha. Rồi, con muốn tự con cuốn phải không? Rồi nè, tự cuốn đi. Tự cuốn đi. Cái hành là bao vô mình bỏ lên trên con cá. Nó ngọt nó ngon. Nó ngọt nó ngon ghê luôn á. Xếp được mà cạp. Cạp đầu. Ngọt ngon ghê luôn. Riêng cá mày lấy đi. Nè con lấy muỗng dít đi. Anh ba không có thích cho thấy anh ba trong video, cho nên là anh ba phải ngồi né nha. Bị Lina nó la quá trời. Con đi vui gì? Hồi nãy chưa có cuốn miếng cải xanh. Có ăn lá thử nha, thịt sỉ nè. Chưa thử, nãy chưa có thử lá. Hay à? Ngon. Hả? Hay à? Nè, thử lá nè. Như giá Việt Nam như có những lũi như gì á. Cay hả? Ừ. Cuối tháng này không? Cái gì nào? Tháng 5. Tháng 5 mới đi học luôn hả? Trời ơi, dữ dằn luôn. Nhà hàng hình như nghe nói cũng đâu tới giữa tháng 5 mới được mở. Trời đất ơi. Mắm thêm cay quá không? Không được cay đâu. Trời ơi. Mẹ ơi, là phải mình được thêm cay cho con. Hồi nãy mình phải cay. Bà nó không cay. Thêm chút ớt nữa. Hai trái hả? Có hai trái rồi. Thích quá. Mày con để ở cháu cho nó. Cay. Con để ở cháu cho nó. Đúng không? Cũng thấm rồi. Nằm mồm mồm đi. Nè. Ngồi với cạp hả? Mấy cạp mấy này nè, mấy cái ghê ghê nè. Cho nên mấy chém dít nè. Tại vì cái ghìa này nè nó có xương xương á, mình phải cạp. Bụng.
Nãy giờ con ăn gì rồi mà giờ này con còn chưa đói? Con đã có ăn tầm 7 thì sao? Không ấy ăn ở nhà papi chứ. Ăn gì? Ở nhà papi con ăn chứ. Nè, không cho con ăn gì. Để Lina đi qua nhà ông già hàng xóm cái bên chơi mới về. Ăn bánh. Ăn bánh. Bánh gì? Bánh cúc tập đi. À vậy hả? Bao bao còn nước múc dùm thêm mấy nữa. Bé không có mặn rất ngon luôn. Ăn giỏi đi mày dễ pha à. Bữa nay không có ăn, không có ăn rồi nói đâu mà nên mình khạp một cái đùi này nó nằm bị chặt. Gì con? Biết nó đi qua nhà không cho ăn gì mà giờ về này nó không đói. Ăn tầm 7 không vậy mà cũng lớn như thường. Mẹ nói nào. Mua thuốc. Ví dụ sợ là cái gì hả mẹ? Mẹ cứ vô thường là cái gì con nói. Giờ mới có tháng 4 à. Mà găng với Lina bị hư á, ra điện thoại hẹn tới tháng 6 mới có chỗ. Lâu không tiếp. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Cái mùa dịch này làm gì cũng lâu hết trơn. Cái mùa dịch làm giấy tờ, làm tất cả các thứ gì nó cũng lâu. Đi lên xuống mà mầm ăn miếng nè, đi. Đi lên ngồi đâu qua mới thấy. Vậy không thấy. Ngồi lên. Nhanh. Giỏi. Ngồi lên đi. Mùa này làm gì cũng lâu á, tại vì người ta không có làm nhiều á, người ta teletravail nhiều. Là làm việc tại nhà nhiều cả nhà. Trừ khi mình những cái ngành nghề không làm việc tại nhà được thì bắt buộc mình phải đi làm thôi, giống như mình vậy. Chứ còn mấy người mà ngồi văn phòng rồi nãy kia là mùa dịch này là phải ngồi tại nhà làm ba máy vi tính. Rồi, chào lại đi con. Chào lại. Dạ con, bye bye cô chú, hẹn gặp lại nha. Bye bye cô chú, hẹn gặp lại nha. Bye bye. À con chưa, bye bye cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình phải cạp cá tiếp đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye.